Em chào tất cả anh em ha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng nha bà con. Chiều nay mấy cậu cháu em lên nghích đầu máy cũng như là cần lắp. Nhờ anh em cũng như cô chú mình tham khảo nha. Giờ theo như lời cô chú góp ý cũng như là chỉ tụi em thì em mở bô trước nè. Cái con này con số 11 của ngày 26 tây tháng 8 luôn cô chú. Này cái bô lửa nè. Con này nào ngoài nó có nắp chụp bông con. Nó gọi thôi nó gì đó. Có. Nè. Ông trời. Hai ơi trời ơi. Trời làm em hết hồn. Bỏ rồi chiếm. Rồi em lên tiếp cô chú lại con số 10 nè. 11. Là con Tanaka mà mình nó nhớt không có gì rồi em cũng không biết là cái nồng nó sao nó sâu thẳm đó cô chú ơi. Cái nồng nó lớn rồi sâu thẳm nhìn đen thù lùi gì không có thấy gì luôn á. Nó sâu quá. Còn cái bá tông thì nó dính sâu. Nó dính áo nhớt rồi gì nè. Dính nhớt đen thui gì nè. Lá bạc dưới em nghi chắc dính rồi. Dính lá dưới rồi. Người ta Tanaka để TCA 500 mà em không biết cái nồng bao nhiêu ly, bữa không có cô chú nào nói em là 48 ly. Có còn 3 ly nó bằng chất siêu quýt luôn rồi. Chất siêu quýt mình 51 ly. Rồi nhờ con test hàng cái con này giùm chú ơi. Này nó xài bố 330 cô chú. Không có nắp bình xăng. Nó lòi cái bao tử nó ra ngoài luôn vậy nè cô chú. Bình xăng vam gồ. Mẹ ơi, để tiếp em với. Con nghiến nó xăng chảy ra ngoài cho người xong rồi chạy. Nên nó vừa chậm hết rồi. Rồi, test đi. Giật cái thì đến chạy cái rồi chú. Giật quá trời. Cái này cô chú mà gắn lên mấy khoan đất rồi cô chú chế nghĩ chế mà chạy xuồng chạy xong mà chắc giỏi lắm. Em tính cô chú 1.4 ha. 1.4. Thiếu nắp bình xăng cô chú. Thiếu nắp bình xăng này. Chỗ này siết ngóc hơi mạnh là bị nứt chỗ này nè. Nó lồi cái này. Nắp bình xăng thì em tặng cô chú đi. Em kiếm con tặng cô chú. Thiếu nắp chụp em ngoài nè. Này nó xài chung với thằng Mitsu tên là 43 cái nắp chụp em. Bố này thì bố 330. Máy thì nguyên bản ở dơ thì gớm nhưng mà tem luôn á. Này số 11. Đặng số 11. Vô tên coi chú. Còn tiếp tục nó là con số 12. Con này là con tiêu gít 3000 coi chú ơi. Cái nồng cũng đóng khối đang thù lùi. Chá bê tông đóng khối vậy nè. Nhưng mà em thấy có chỉ giống như là nó sọc dần nhâm coi chú. Không biết là tại nhớt hay là đó người ta pha nhớt lâu mình không hiểu. Cái nồng thì đẹp. Trắng bóc luôn. Em đưa sao cho cô chú nhìn thì được thấy được ta. Cái nồng là em bao nồng cô chú. Còn trái bá tông thì em nhìn nó giống như nó đóng khối. Thì em không có chính xác là nó sọc hay không nữa. Có cái nồng thì em chắc ăn là em bao mấy này nè. Mấy này thì bên em lọc e sẵn. Nó lọc bô lửa sẵn rồi. Cái bô lửa nó này phải không? Dạ. Bô nó đây nè. Lộn hả? Mấy bé làm nhanh quá anh trở tay không kịp. Rồi. Chạy nghe tiếng em biết chạy rồi. Em quay lại cô chú nhìn lặng nè. Bình xăng lớn còn nè. Kêu vít. Cái này là mấy ba lô vậy cô chú nè. Nè cô chú nhìn cái bê tông giùm em nha. Nó đen vậy nè. Nhưng mà nó nồng nó rất là đẹp. Đó. Kêu vít 3000. Bố thì nó thục trong ốc ở trong nó mới vậy nè. Mới vô chơi từng được mới vậy. Đến nè. Rồi cái này em bán cô chú là 900.000. Cái mấy rồi? 12 cô chú. 900. Đây là bộ này có nó không chú? Cô chú. Ôm vào bản đi anh đến. Tiếp theo là một con em bé ốc tiêu. Ốc tiêu con này là ốc xíu luôn. Cái này TG18. Cái này em bán cô chú về lấy xác.
cái nồng cực kỳ đẹp luôn nè cô chú ơi, rất là đẹp đó cô chú. Có mấy nhỏ nhỏ gì không, có bốn cô chú, mình săn gãy đót luôn rồi. Hồi nhà con nhá hàng coi cho cô chú mình có bô e bô lửa không cô chú, bô lửa nó còn gì nè, bô e còn không chứ, bô e dạ, không còn cô chú, bô e không còn, không có nắp luôn. Về cô chú lấy nồng bạc bê tông nè, IC chụp giật này 180 cô chú ơi, mười mấy con trai, dạ 13, 13 180 cô chú. Đây là một con Mitsu TU43, cái này hàng Trung Quốc xuất Nhật cô chú. Cái này là cực kỳ đẹp nè, nước ướt ác quá luôn rồi cô chú, ướt nhẹp luôn. Đó, nè, bố nó gì nè, còn mới chát. Cái này hàng Trung Quốc xuất Nhật cô chú, 43 gì như là nồng 40 ly cô chú ơi. Thiếu nắp, thiếu nắp ngoài cô chú, thiếu nắp bô e, thiếu nắp bô e. Rồi bình xăng lớn 7 nè, bình xăng lớn 7 cô chú ơi. Này bên em có bình xăng lớn không hen cô chú, nào cô chú nào có mua thì bên em bán cái bình xăng này là 80.000 cái cô chú. Bình xăng này nè 80.000 cái. Rồi nhà con té thẳng mấy này cô chú nè, bô lửa nó còn mới gì nè cô chú. Cái nồng là biết rồi, quá trời đẹp. Rồi cái này em bán cô chú là 1.1 triệu cô chú ơi, 1.1 triệu cô chú nào lấy luôn bình xăng tính cô chú 50.000 đấy ha, 1.1 triệu 50 là có luôn bình xăng lớn cô chú. Máy này gì đây, 1.1 triệu. Còn cô chú nào lấy bình xăng thêm tính 50 nữa, 1.1 triệu 50 Trung Quốc xuất Nhật. Máy này cho cô chú xài nó đỉnh hơn là máy Trung Quốc xuất Việt Nam mình xa luôn. Cái gì vậy? Nó có cái tiêu chuẩn, tiêu chuẩn có hàng xuất qua những cái thị trường có tính nó khác hơn coi chú. Rồi này số mấy coi? Dạ 14. 14 lần chưa mốt. Em lấy cái độc kìa. Rồi tiếp tục em nào nó đây. Này đây. Em bé bé xinh xinh này đây. Rồi, con này là con Mitsu T110. Nó có cộng dây chì nữa coi chú ơi, con tắc cục IC mắc bố rồi coi chú ơi. Nhà con cái thằng máy này coi chú ơi, ốc của nó này có cái này nồng đẹp dữ lắm, đẹp luôn coi chú ơi, nồng đẹp lắm đẹp. Em biết máy này cô chú về có bố bình xăng thì cô chú gắn vô chạy liền, nồng quá trời đẹp. Này em tính cô chú 390 là con mấy con? 15. Rồi con 15 cũng là kết thúc cái lô này nha cô chú, em sẽ lên hẹn cô chú video sau ha. Chào cô chú, cảm ơn hai đứa con nha. Dạ.